Đề số 1 trong cái kho đề của trung tâm. Bữa vừa rồi thì chúng ta giải kho đề của trường ha. Chúng ta giải đề kho đề của trung tâm thì nó có 9 đề thôi chứ cũng không nhiều lắm ha. Đấy thì này là đề 1, tiến hành vào test 1. Câu số 1. Câu số 1 thì chúng ta đọc cho thầy nghe cái xem nào. Có ai đó đọc được không? Diệu có đọc được không? Sơn được thầy. Mà đọc cho thầy. Ừ, Sơn đọc đi sao? Ủa mà thì kêu Sơn Thịnh này, thằng nào nói lên tiếng nghe. Tôi làm hai tiếng của đứa này hoài ta. Rồi đứa rồi đọc được, đọc đi. Gì đó hả? Chắc chưa? Sai rồi. Sai rồi. Sai thầy, âm K đúng rồi. Thì K nè, characteristic là chữ K, đúng không? Ừ, cái này đọc là Christmas, cũng chữ K luôn. Ngạc nhiên chưa? Chemical. Chứ có cái này đọc là khác nè. Challenge. Thấy chưa? Hồi thỏa xa xưa đọc chữ này là chữ Christmas, không đúng không? Tới giờ vẫn còn sai đúng không? Hả? Quý vị lên tới đại học quý vị vẫn đọc chữ này sai luôn. Đấy, ngộ ghê nha. Rồi, phát ABD nè, quy tắc. Quy tắc là học rồi nha, bây giờ phát ABD sai cái đề tới một chuyện với tôi liền ha. Thuận đâu? Đáp án. Dạ. Câu 2 con. Câu 2 á thầy. Ừ. Câu A với câu B á thầy mà. Nhìn kỹ chưa? Thấy chữ quay tịt này không? Thấy không? Trời ơi, bây giờ không thuộc quy tắc phát ABD luôn trời. Ủa? Mấy đứa này. Ủa chứ câu C không. Ủa cái gì? Được. Ủa cái gì? Tận cùng bằng chữ T với chữ D nè. Là đọc là tệt. White tệt. Ừ. Còn này là info. Ủa câu C không đọc. Trời. Này tức tận cùng chữ T chữ D đâu. Hả? Cãi cái gì? Ủa? Ủa? Ngộ ta. Played. Đây phoned. Rồi. Xin mời những người mà có cái tên ủa đó đi về nhà coi lại quy tắc đi giùm tôi. Bữa sau mà tôi kiểm không thuộc bữa nên là không có cơ hội để ủa đâu nha. Nghe Thuận ha, mình ủa ha. Con vô thi thì con ngồi nó có ủa. Rồi à, có ai đó đọc giùm thầy câu số 3 cái dấu trọng âm nằm đâu không nè? B đọc lên thế nào. Này. Phần 2 đúng không nào, phần 2 nạt à. Gì nữa? Là phần 3. Đúng, đúng rồi, phần 3 nè. Cái đây mình là phần 2. No, chữ mic này chữ IC là đánh nhấn trước IC. Academic. Mic đó nè, mic đó nè. Đó. Mic đó nhấn phần trước nè. Nó mic. Phần 3 nè, phần 3 nè, phần 3 nè, phần 2. Thấy chưa? Sự thật phũ phàng chưa? Về coi lại giùm thầy nha. Giờ tiếp tục là có ai đó đọc cho thầy câu 4 nè. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Phần 2. Đúng rồi, tốt đấy. Lôi phần 2. Đúng luôn. Đúng rồi, effort phần 1, chính xác. Effort. Effort nha. Alright. Đúng rồi đó, tốt rồi đó. Đúng rồi, reduce. Tốt, ngon lắm, canh đào nha. Đấy, rồi. Từ từ di chuyển xuống đây. Đây, contribution to. Nhớ cho thầy cái cụm này. Contribution to. Thì luôn luôn đi với chữ make nha. Thì chúng ta sẽ có cái cụm về hả, chúng ta sẽ có cụm là make contribution, đúng không? Contribution to, sorry, to, đúng không? Có nghĩa là đóng góp cho à, đóng góp cho một cái gì đó, cho một ai đó. Được chưa nè? Dr. Evans has made a valuable contribution to the life of the school. Tức là ông này, ông tiến sĩ Ivan này này
ông đã tạo ra cái sự cống hiến có giá trị cho cái cuộc sống của ngôi trường này nha, tức là cái cuộc đời hoạt động của ngôi trường đó đó nha. Đấy gọi là contribution to, đây là những cái cụm này gọi là collocation, những cụm mà chúng ta phải học thuộc. Học thuộc nó luôn luôn đi kèm với nhau, nhớ chưa, nó luôn luôn đi kèm với nhau nha. Rồi câu số 6 nè, would you like to have dinner with me, bạn mình ngủ, ê mình muốn đi ăn cơ ăn tối chúng tao không, trả lời sao Thịnh? Trời, nghe Nói chung với tôi không thầy, con dịch đi. nè. Nè thầy dặn nè, khi gặp would you like thì kiếm câu trả lời nào có love to work, rồi chưa à, nhớ chưa, nhớ chưa, nhớ nha. How would you like, yes I love to, vâng, tôi thích, tôi muốn nha. Hỏi có muốn đi ăn không, muốn đi nha. Đấy rồi cái câu would you like này á, thường là chỉ là lời mời đúng không, thể hiện cái gì đó tích cực hay ho, chứ không có ai nói bạn có muốn bị quánh không, này không có chuyện đó nha, không ai rảnh vậy. Đấy, người ta hỏi would you like là cái gì đó, là mời mọc một cái gì đó, cho là yes I love to, đúng ha. Đấy trừ khi tôi hỏi là would you like to enjoy some heroin, mình muốn hít heroin chút xíu không, trả lời I love to là có chuyện liền ha. Ví dụ nha, nhưng mà nói đó là ví dụ vui ngoài thôi, nhưng mà thực ra trong đề thi đủ chung lai đa số I love to không à, nhớ nha, thầy cho bí quyết sẵn luôn đó. Rồi câu số 7 ha, Van had her essay by, thầy chỉ cái nào là biết liền cái này nó rơi vào cấu trúc nào là biết đó. Chúng ta có một cái cấu trúc là have cộng với something nha, rồi cộng với verb ed V3 đó, lòi ra rồi nha, có nghĩa là có một điều gì đó hoặc là một cái gì đó được chăm 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 nha. Đấy, chúng ta có một câu này, đây là một trong những mẫu câu bị động mà chúng ta ít có để ý tới nha, mấy bé lớp 10 cũng mới học ngày hôm qua ha. Đấy có một cái gì đó nè, ví dụ như thầy nói gì nè, ví dụ luôn nè, đó, cụ thể luôn ha, ví dụ nè, I have my car washed, sorry washed, và tôi cho thêm cái bài nữa cho nó giống câu bị động nha, bài Tom nè. Đấy ví dụ như vậy nha, thì câu này sẽ dịch ra là tôi có chiếc này, dịch sát nghĩa nha, chiếc xe hơi của tôi được rửa bởi, dịch sát nghĩa luôn nha, bởi Tom, à đúng không. Đấy thì theo cấu trúc này á, thì chúng ta sẽ ghi ra này là gì, hát nè, thì tại vì cấu trúc này thì phải ghi động từ nguyên mẫu được chưa, còn cho nên nó chia thì thôi, không phải nhận dạng nhé. À, nó nè, được chưa, nó nè, đấy rồi này là cái something nè, đúng không, cái something nè, à, cái đi ba đây chứ gì nữa, đúng không, đấy, đi đi nè, xong có a vậy sao chỗ này hấp còn thụ. thấy bài quanh cô bê này. Ừ thấy bài bằng cầu bê cũng được luôn nha, cũng được luôn, nhưng mà phải thuộc cấu trúc này cho thầy tốt hơn ha, chỗ này hấp thụ được không, kịp không Thịnh Thuận? Ông thấy có chất tên đề cái khoanh chất kịch luôn này. Sai sai nha, cái đó không có căn cứ, những cái đó là cái này hơn đúng thôi, nhìn yesterday mà khoanh đi check là hơn đúng thôi, yesterday đã đi theo thằng này quá khứ rồi nha, cấu trúc này nè. Đó, học thuộc cấu trúc này thầy nha, có một cái gì đó được làm, nhớ được chưa, bởi vì hồi đó trong trường mấy đứa ghi là have something done đó, nhớ không, giáo viên hay ghi have something done ý, tức là có cái điều gì đó được thực hiện ấy, mấy đứa cũng chả biết done là cái gì. Đấy rồi nhớ cấu trúc này thầy nha, hiểu không Thịnh? Hiểu thầy. Ừ, cái này quá dễ hiểu, thầy đang cố tình giảng chậm cho các con dễ hiểu xíu nha. Rồi nếu mà hôm sau là không được là có chuyện liền nha. Rồi câu này quen không, quen Thuận, cái chữ thầy đang tô nó nên là quen không, Dạ
chữ này quen không? Quen hả? Ừ, thế mình chọn đáp án nào nha? Thầy không A hả? Không A hả? Tức là Dạ. ở phía sau xin là quá khứ đơn, phía trước nó là hiện tại hoàn thành, đúng không? Dạ. Ừ, nhưng mà không có hiện tại hoàn thành thì sử dụng hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chính xác rồi. Khoan nhà, để tô cái này lên là cái dấu hiệu nè, mấy đứa nhớ nha, cái từ này thì in đậm gạch chân anh nghiêng á là dấu hiệu nhận biết nha, còn đây là đáp án. Ok chưa? Ngon lành cành đào ha. Rồi, qua câu chính nè. Câu chính nè. How to refit your dresses. Như nào bạn hỏi sao? How to refit? Ồ, cái váy, cái đầm của bạn tuyệt vời thế. Rồi, ghế nói sao? Cảm ơn thầy. Cảm ơn Tom mua nó. Các bạn nhỏ này đi khoe bạn trai nó mua cho nó đây. Rồi. Ok. Câu số 10, a survey was conducted to determine students' toward the purposes of study. Tức là một cái bài nghiên cứu đã được tiến hành để khẳng định rằng cái gì đó của học sinh đối với cái mục tiêu học tập. Đó, tức là gì? Thái độ của học sinh. Nha, này là thái độ của học sinh. Nhớ chưa? Cái này là gì? Marriage là gì? Kết hôn đúng không? Kết hôn đấy, thì ghi tiếng Việt luôn nè cho mấy đứa ghi vô nè. Cái này là gì? Thái độ này. Đúng không? Counterpart là gì? Counterpart này trong lĩnh vực đó là kinh doanh gặp nhiều quá mấy đứa. Đối tác. Nha, đối tác, đối phương của mình ấy. Appearances là gì? Ngoại hình này. Vóc dáng bên ngoài đấy. Rồi, tiếp nghĩa vô nha. Câu 11, please complete the form and return it to us. Để nói luôn, sau này các con đi xin việc, cái người tiếp nhận hồ sơ của con đó, trước khi chuyển đi đi lên phỏng vấn ấy, để sàng lọc hồ sơ đó, rất hay nói câu này với mấy đứa phải thuộc câu này luôn. Đã đi xin việc, please complete the application form and return it to us. Câu này đó thì nói hoài à. Lúc thì tuyển dụng giáo viên á, tuyển giáo viên vào làm cho mấy doanh nghiệp á, lúc đó thầy ở quản vị trí quản lý tất nhiên là thầy phải nói tiếng Anh với mấy người này rồi, đặc biệt là người nước ngoài mà đó, thì khoảng đến mười mấy 20 giáo viên nước ngoài luôn mà, họ vô họ nạp cái đơn đi xin việc thì mình sẽ nói là please complete the application forms and return it to us and then we'll consider. Nó sẽ có câu sau nữa đúng không? Hãy vui lòng điền vào cái đơn ứng tuyển và nộp lại cho chúng tôi, sau đó chúng tôi sẽ cân nhắc và gọi lại cho bạn sau. Đầy đủ cái câu đó là gì? Please complete the application form and return it to us, then we will continue to consider and contact you later. Ok ha. Câu đó tại vì thầy học thầy gọi là nó thành câu cửa miệng luôn à, tại vì làm đâu thuộc chứ hay ho gì đâu ha. Rồi, này application form nha. Mấy đứa nhớ cho thầy, lúc này chúng ta sẽ có cái cụm từ là application form. Application form. Nha, thì nó sẽ là gì? Đơn xin việc. Sorry. Đơn ứng tuyển nha, đơn ứng tuyển thôi. Còn đơn xin việc là cái chữ khác nữa. Đơn xin việc là cái chữ cover letter. Này là thư xin việc á. Nha, sau này mấy đứa phải viết mấy cái này đó. Nha, lúc đó viết không được thì alo thầy nha. Vì chứ cái vụ này tôi gành lắm ạ. Vì thầy là người hướng dẫn huấn luyện cho người ta viết đơn xin việc và thầy cũng là người mà sàng lọc xem cái thư xin việc nào đạt hiệu quả nè. Cho nên là sau này ra trường á, tốt nghiệp đại học á, giáo viên có kêu là người ta kêu viết đơn xin việc hay là viết đơn ứng tuyển hay là viết CV gì đó. Alo thầy, vụ đó thầy cứu mấy đứa cái một. Nha, cái gì không chắc cái vụ đó tôi gành lắm ạ. Viết đơn xin việc với viết CV là gần như là đậu 90% đó, thầy biết á. Nha. Rồi đợi thầy chút xíu mà nó báo pin yếu rồi để phải găm sạc cái đó. Nó yếu nữa rồi.
tốt là đem che, còn xấu quên hết. Ok, mình tiếp tục nha. Rồi câu số 12 nè. By the end of this week. By the end of this week. Vào cuối tuần này tôi chấm 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 ở đây được 10 ngày. Vào cuối của tuần này, dấu hiệu nhận biết thời gian của thì gì vậy ta? Diệu ơi, cái này theo con thì nó là thì gì Diệu nha. Diệu ơi, con đâu rồi? Mấy giờ hả? Con 12 hả? Tương lai tiếp diễn hả? Ủa gì hoàn thành hả? Tại sao con biết nó là tương lai hoàn thành? Dạ là by the end of this week. Rồi bây giờ trong đây nè. This week là tương lai. Tuần này, ví dụ như hôm nay là thứ mấy? Dạ. Hôm nay là thứ tư, thì nói tuần này có nghĩa là cuối tuần này đi, ví dụ như vậy ha. Cuối tuần qua, at the end of this week nè. End of this week là cuối tuần này, có nghĩa là tương lai chưa? Tương lai rồi. Dạ. Và nhớ thầy dặn nữa nè, cái cụm by là hoàn thành. Đúng không? Như vậy anh phân tích là đây là tương lai. Có cụm by là hoàn thành, vậy là đã tương lai hoàn thành. Tương lai hoàn thành đáp án nào nè? Dạ câu C. Đúng rồi. Này quá đơn giản, thấy không? Rồi câu số 13 nè. Số 13 đó là cái thì gì vậy nha? Thịnh nè. Thì gì Thịnh? Thì gì ngộ Thịnh? Câu này hình như hôm trước thầy trò mình đã từng phân tích rồi, thầy dặn về nhà coi clip luôn rồi. Thấy không? Cái gì? Câu bị động đặc biệt đúng không? Như thầy. Ở phủ định gì đó. Sai, sai. Sai rồi. Không biết câu D, không nhớ gì vậy, mới trước thầy dạy à. Câu D hả? Con biết câu D luôn hả? Mà con quên cái tên gọi lý thuyết nữa phải không? Câu bị động đặc biệt mà, hôm trước thầy dạy rồi, câu bị động đặc biệt đấy. Đúng không? Ủa rồi mấy đứa về nhà có review cái clip đó lại không? Cái clip để cho mấy đứa coi để mấy đứa thi đó. Nhà nhớ nè. Nè thầy chỉ cái là tại sao nó không phải là to leave, vì nó có hai trường hợp đúng không? Hôm trước thầy giảng đó, đứa nào ấy thì coi là bài giảng của thầy hôm trước là biết liền à. Nó là quá khứ thì ngày hai nó phải là to have left luôn. Phân tích nếu tốt mà đấy. Nó là thì đơn bình thường thì mình mới xài câu C. Cái gì mà không có hết. Đúng rồi, câu C. Đó. Tốt. Good job, thông minh. Rồi câu 14 nè. Ở công ty của tôi á thì sao? Cái văn phòng giám đốc, deputy là cái văn phòng bộ phận nha. Bộ phận giám đốc thường là gì? The responsibility for. Cái này khỏi dịch đi mấy đứa. Tại dịch cho mấy đứa vui thôi. Thế thật ra là đây cũng là cụm thành ngữ. Ủa cái cụm từ cố định giống như nãy thầy nói trên vậy đó. Nó có cụm cố định vậy luôn nha. Đấy, đây nè, nó nè. Thầy ghi luôn nè. Cụm nó chính là take responsibility. Cụm này gặp hoài đúng không? Ability for, tức là phụ trách hoặc là gì, chịu trách nhiệm cho chăm 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 đúng không, chịu trách nhiệm phụ trách cho một việc gì đó á, nghe không? Tô lên. Rồi vậy đây chúng ta học thuộc cho thầy đúng nha. Đi thí mà gặp cụm này mà viết không được là như dở rồi, đúng không? Tuy nhiên á mấy đứa, con cái ác lắm mấy đứa này. Đi thi á, giáo viên không có cho mấy đứa là take responsibility for, mà ta cho chữ khác cũng đồng nghĩa cho nó luôn. Chữ đâu có thầy. No no no, ta cho chữ này. To be. To be là is, am, are rồi đó, đúng không? Is, am hoặc là are hoặc là tùy theo quá khứ thì nó có thể là was hoặc là were gì nữa, mặc kệ đó nha. À có nghĩa là ta ghi chữ be đó. Nhưng mà be thì lại là responsible. Này, possible đó. Nhưng nhà vẫn sao? Vẫn có for. Đúng không? Vẫn có for. Hỏi nghĩa nó là gì? Nghĩa nó cũng là này. Đúng không? Nghĩa nó cũng là này. Cho nên này ghi bằng nhau. Được chưa? Rõ chỗ này không ta? Thuận. Mình clear chỗ này không con? Con có clear chỗ này không Thuận ơi? Quá clear dạ. Chỗ này rõ lắm không? Cái này đặt trước thầy dạy cụm rồi mà thầy. Muốn mòn đường luôn rồi phải không? Cô kỹ nha, đi thi mà gặp này mà làm không được thì về đừng nhìn tôi nha.
khỏi 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 gặp nhau ha, chúng ta là giận nhau luôn, chính thức giận nhau một tuần nha. Rồi tiếp tục nè, nhìn câu 15 có ra cái mẫu gì không nè, có ai đó biết cho thầy mẫu gì không nè? Câu 15 if này. Câu tường thuật. Ôi quên quên, câu 15 nhầm, thì nhìn lầm câu 16. Câu 15 if, đúng rồi, if loại mấy đây? If if loại 3. Loại 3, đúng rồi, đây nè. Đó, thấy chưa? Mấy đứa thấy tác tác dụng của lý thuyết chưa? Rồi. Chọn đáp án nào? Cái này biết loại 3 mình nhận xài cái chất nhục lắm ha. Câu nào? Câu D. Đúng rồi, câu D nha, phải có y đi phơi 3 cho tôi mới chịu nha. Nha, rồi. Câu 16 chọn gì? 16 là câu tường thuật. Sao A thì A hả? Tại sao lại chọn A? cái bỏ câu C đầu tiên Tại sao lại bỏ câu C? hay là quá khứ đây coi Rồi, quá ok. khứ phải viết lại một cái hình thành Đúng rồi câu luôn. B Rồi câu B tại câu sao không B chọn? với câu D là hết ai là ngược về ai hết Chính xác. Thêm cái là thầy chỉ nữa đó. Before. Before chính là cái từ này á. Khi thấy từ này nè nha. Nha, thấy cái chữ before này mấy đứa chọn thì quá khứ hoàn thành cho thầy. Đúng không? Nếu có đứa nào coi cái clip kia trên YouTube hôm giờ là câu này chắc nghe chắc mòn lỗ tai luôn rồi ha. Thầy dạy trên cảnh thầy nhắc hoài vụ này luôn. Nha, chọn quá khứ hoàn thành. Ở đây phải quá khứ hoàn thành không? Học. Ở đây mình hát đứng trước. Đứng trước chủ ngữ sai. Này đứng trước chủ ngữ sai. Đúng không? Thầy dạy rồi. Nó biết được những bạn mà chúng ta học học với thầy cô mà dạy theo cách đó thì các con cũng sẽ không làm được. Các con vô ngồi ngồi dịch 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 ngồi chết luôn ha, về chết dịch luôn. Ha. Đấy cho nên là câu A. Rồi. Câu số 17 đề nè. 17D nha. Tại sao lại D nè? Bây giờ mình câu này thì phải hiểu nghĩa rồi, dính tới mấy cái từ này là phải hiểu nghĩa thôi. Nhưng mà nhìn nè. dù Nhìn cho thầy nè. Đây là câu hay cụm? dạ câu Câu thì bỏ thằng nào? dạ hai thằng kia hai thằng đầu AB Đúng rồi, rất tốt. Bây giờ lấy nghĩa. Còn hai thằng còn lại phải lấy nghĩa thôi, đúng không? dạ Rồi. Anh ta không có giàu có, anh ta muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Mâu thuẫn không? Mâu thuẫn không? Có mâu thuẫn không? Không có giàu có mà đi du lịch vòng quanh thế giới, muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, mâu thuẫn không? Đây là mối quan hệ gì vậy đây? Nguyên nhân hệ quả hay là nó có sự mâu thuẫn nhau rồi? Đúng không? Nó có sự mâu thuẫn với nhau để ta chọn câu D nha. Đấy, ví dụ như là anh ta giàu có nên anh ta muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, thì lúc đó là because thì đúng. Bởi vì anh ta giàu, anh ta muốn đi, anh ta đi được luôn chứ khỏi muốn. Ha. Nhưng mà anh ta không có giàu. Hai bên mới thấy là thường nó ngược lại nhau á, bên này có nốt bên này không có nốt. Nhiều đứa nó chơi đánh theo bí quyết này luôn, đây là bí quyết lùi á. Nha. Thầy nói rồi, 2 tuần trước khi thi thì truyền cái cuốn đó cho mấy đứa nha, truyền cái cuốn đó lại cho mấy đứa đấy, mấy đứa sẽ có thể khoanh được á trong đề thi á. Nhưng mà 2 tuần trước khi thi mới cho, không cho trước nó rồi sao Trường con nghệ dạy mấy cụm gì xô đáp gì tùm lum mấy dân này sao biết làm này không? thì nó hiểu còn nữa con, tức là nó cũng giống như mấy này, là nó cũng là từ nói á, nhóc luôn nha, từ từ gặp thêm mới hiểu được. Chứ bây giờ xô đáp thì nó nghĩa là nó chỉ mục đích nhằm để làm gì đó nè. Như vậy thì các con muốn muốn làm được cái dạng bài tập này á thì các con tìm cho thầy như vậy nè. Nè các cái tìm về Google tìm chép vô nha, chép vô các cụm từ chỉ nguyên nhân tiếp theo. Đó, tìm một loạt các cụm này cho thầy chép vô tập để đó nha. Học kỳ 2 học á, nó không có thừa đâu nha. Để thầy chép được ra. Rồi các cụm từ chỉ hệ quả. Trong đó có số đáp này đó. Các cụm từ chỉ về đây. Nhượng bộ chính là cái ondo nãy này, nè. Nha, nhượng bộ. Đấy. Tiếp tục là gì nữa? Các cụm từ chỉ về mục đích nha, mục đích rồi tìm nhiêu đây thôi.
mỗi một cái nhóm này này, bốn nhóm này nè, mỗi nhóm nó có khoảng 5 6 từ á. Học 5 6 từ đó cho thầy. Bởi vì cái dạng này chúng ta chỉ có một con đường thôi mới được, thuộc nghĩa, dịch nghĩa được. Nha. Rồi. Câu 18. 18 dễ rồi, câu 18 là cái gì? Tôi nhìn thấy quen không ta? Quen Thuận. Quyền qua chứ gì nữa hả Thuận hả? Thuận đâu ta? Kết nối gì với Thuận giống kết nối qua bên America quá vậy Thuận. Dạ. Giống kết nối còn giống kết nối qua Mỹ vậy. Rồi, bây giờ con 18 làm sao? Giờ này mà gà gáy luôn hả? Nó giật giật nhìn giật khải. Thì ta có mãn yếu vậy? À, thế thì con nghe được thầy nói nha. Thầy nói con có nghe được không? Ừ, hồi nãy thì nó bị dập dập đó thầy. Ừ, không sao đâu, có lã dắp hồi về nhà coi lại, không sao đâu. Hy vọng là cái máy thầy nó có ghi clip được tới cuối buổi. Sơn ơi, Sơn rồi, mình có thấy câu 18 là quen không sao? Chờ, mình đang quan hệ đây. Chính xác, bây giờ cái chữ trước khoảng trống là chỉ người di vật. Program là cái gì? Chỉ vật, chương trình, học. Đúng rồi, chọn nào? Đáp. Đáp chứ cái gì nữa đúng không? Quá dễ. Thế mấy đứa đúng được nguyên cả làng từ đầu tới câu 18 này ít nhất mới đúng đúng được 13, 14 câu rồi. Đúng không? Đấy, ngon ấy. Qua đây, qua đây, qua đây. Coi kỹ coi 19, 20, 21 này sai cái gì? Nó sai gì ta? Ví dụ câu 29 sai gì con? Dạ, sai câu câu A. Nhìn kỹ nha, nó đảo trật tự từ nha. Dạ. Ừ, sai câu A có nghĩa là sai chữ improvement nữa hả? Dạ. Ừ, nhưng mà tại sao nó sai cả? Cái gì mà có từ and là nó cùng cấu trúc với cái A phía trước đúng không? Dạ. Ừ, cái phía trước này động từ đúng không? Thì cái này cũng phải động từ chứ sao lại danh được? Nhìn thấy có cái chữ mình, cái chữ mình trong danh này đúng rồi. Improve thêm ed, thấy không? Dạ. Chính xác. Học hành nó phải như thế chứ. Rồi câu 20 nè. 20 sai cái chi nè? Thịnh này có phát hiện nó sai gì không Thịnh? Nhìn gãy ra nó sai cái gì? Thầy đã dặn rồi, bài tập tìm lỗi sai cứ xoáy vô động từ cho thầy, xoáy vô động từ. Con thầy. Câu nào? Câu B. Câu B. Thế thì câu B chữ word ta sao không đúng rồi, đổi thành chữ gì giờ? Đổi thành chữ gì? Đổi thành chữ này nè. Đúng không? Đây là thầy hỏi nè, chữ word này đi số nhiều số ít? Đi số nhiều số ít? Số nhiều. Số nhiều, cái này đi số ít đúng không? Dạ. Ừ, vậy cái câu thầy hỏi nguyên cái làng phía trước này nè, cái thằng nào mới là chủ ngữ chính mà cái mà đây lại là số ít? Thằng nào mới là chủ ngữ? Thầy đã dặn rồi, nguyên một đống vậy đó thì cuối cùng thằng đứng trước làm chủ ngữ thì thằng đứng sau làm chủ ngữ. Thằng đứng trước. Thằng đứng trước con, thằng này nè. Được chưa? Thằng này nè. Ừ, thằng này nè. Đó. Cái thằng này mới số ít nè thì mới chia cái ông nội này số ít nè, được không? Còn nếu cái thằng này nó số nhiều rồi đúng không, cái này nó chơi nó gài cái con chỗ này là mới đó nè, cái con ha, cái con không quan tâm này, cái con chỉ quan tâm chữ này. À, nó gài chứ. Ô, method này có s mà số nhiều word đúng mà. Đấy, cái đau khổ nhất là biết sao, các con toàn là loại ngay cái câu a này, à, loại ngay câu word này nè, nhưng mà vô tình các con đang loại ngay cái đáp án. Đây là một trong những cái bẫy lừa nằm trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông của các con, đúng không? Những đứa mà yếu yếu mới học được dâm ba chữ này nè, à đây số nhiều, cô tao thầy tao mới dạy chắc chắn này đúng, vì là ba thằng kia sai thôi, tao chỉ khoanh ba thằng kia thôi, bây giờ có sống chết gì tao cũng chỉ khoanh ba thằng kia thôi, tao không nhất định, tao không quánh thằng quơ là không đó, nhưng mà quơ mới là đáp án. Nhớ cho thầy nha, nó lừa các con là nguyên một cái làng này nè làm chủ ngữ, được chưa? Thì ông nội đứng trước này nè mới là cái ông mà quyết định là cái động từ này chia làm sao. Thì nói cho này mới bốn bốn đứa nghe theo kịp không?
Dạ kịp. quá kịp luôn chứ gì nữa, kịp Thịnh chắc Thịnh không kịp rồi, kịp không? Ngữ À, cái thằng đứng phía trước là chủ ngữ rồi, con không hiểu. con không hiểu đâu. Bây giờ nguyên nguyên cụm này là nguyên cụm phân tích dài kệ nó con nha. Đây nó có giới từ nè, on off to the for gì nữa, mặc kệ nó, con không khe cái cùng này nha. Con muốn biết là cái chủ ngữ này, à, cái động từ này chia theo nào á, thì là chia theo cái chữ đầu tiên này nè, nhớ nha, chia theo chữ đầu tiên đấy. Thì chúng ta thấy đồng quốc này số ít đúng không? Oh, sorry, thằng quốc này số ít, ít chưa Thịnh, nhìn thấy ít chưa? Quốc là công việc sao tôi biết số ít hay số nhiều vậy? Con nhìn có S Không, đi thì thôi nó hả? là số ít. Thằng đây là kiến thức cơ bản, ít chưa, bây giờ Thịnh ít chưa? Nhà. Ừ, ít thì bây giờ đây voice được không, quá được cái gì nữa đúng sao? Dạ, đúng rồi. Quá ngon lành, chọn câu B cái gì nữa rồi, Mà nãy em chọn câu C. à, bay ba rồi. Ok nè, biết sao câu C lại đúng không? Nhớ lại quy tắc thầy dặn này, on có phải giới từ không? On at in Phải. about, ừ, sao giới từ vào in đúng không? Đúng rồi, sai chỗ nào? Em Sao sao? thêm chi ảnh vô ảnh đi có tình. Đó là cái khổ đúng không? Tại vì chúng ta chưa có học được hết những cái bài bản phân tích, cho nên là chúng ta nhìn vấn đề này ra vấn đề kia, cho nên ta nói học là phải tới nơi tới chốn là cho ra đó, hiểu không? Đó. Con học chưa kỹ á, thì con sẽ hiểu lạc vấn đề, con phân tích nhầm vấn đề, con nhìn vấn đề này ra vấn đề khác, đưa ra giải pháp tầm bậy đúng không? Đấy rồi câu 21, 21 sai cái gì nè? Cô B của mày. Đúng rồi đó, mà giải thích cho đồng bọn nó nghe cái. Dạ là the second là thiên tân hoàn hạnh thầy. Xác định được the second là thầy thấy thầy mừng rồi đó. Đó, xác định được thầy là sẽ cần là thầy tôi mừng rồi đó nha. Đấy, gợi ý nè, gợi ý cho anh câu nè, câu này chính là cái câu rút gọn mệnh đề quan hệ. À, quen không, quen không, quen không? Nếu gọi mà đề thấy quan hệ thấy chữ the second the first thì gúc làm sao? Dạ, tôi kêu. Đúng rồi, tu thôi. Rồi bây giờ nè, cái chỗ này là bị cái người này bị giết chết đúng không, người này bị ám sát đúng không, thì là tu thôi cho anh ta thôi đúng không, mình thêm là to be killed, bị này rồi bị động nha, bị động hay cái gì thì mặc kệ nó, mình không quan tâm nha. Đấy, mình thiếu chữ tu thôi mà, đúng không? Anh ta là cái người thứ hai bị giết chết bằng cách đó. Ok, mấy đứa là vấn đề nó biết nằm cho nào rồi biết không? Phát hiện được, nó phải phát hiện được, phải phát hiện được dấu hiệu nó, mà làm sao để phát hiện được? Học lý thuyết nhé, phải học lý thuyết và phải học từ đầu, và phải học bài bản. Đó là lý do mà thầy nói mấy đứa phải ôn 1 năm trời mấy đứa mới đạt được cái đỉnh đấy, bởi vì chúng ta xuất phát từ con số không nha. Đấy, bây giờ hồi thầy dạy mấy đứa xong thầy phải trả lời một số bạn đây nè, toàn là những thánh không à, thánh không nha. Lớp 10, 11, 2, 3 ngày nữa thi, kiếm kiếm gia sư dạy ôn nha, tôi từ chối hết, trừ khi những đứa nào sau khi ôn xong học tiếp lên học kỳ 2, ôn lên lớp 12 tôi dạy. Đấy, không phải tôi tính gì đường dài để tôi thu phí gì, không có, dạy tất nhiên phải thu phí rồi đúng không, nhưng mà cái tính của thầy là vậy, học phải bài bản đàng hoàng, học đối khó là tôi rất biết nha. Rồi cái hệ quả của học bài bản này chắc bây giờ mấy đứa đang đang thấm thấm rồi đúng không nha, lúc đầu vô thì thầy nói chắc cũng không thấm lắm đúng không, bây giờ thấm rồi đó, thầy nghĩ là mấy đứa đang thấm rồi đó nha, không có bài bản nãy giờ mấy đứa đâu phân tích được, hiểu không? Mà nếu như thầy có phân tích nãy giờ mấy đứa cũng hiểu được không? Học có 10 ông như thầy cũng phân tích mấy đứa cũng không hiểu luôn, hiểu không? Phải có bài bản đàng hoàng. Học lớp nào tôi không biết, riêng lớp 9 lên lớp 10, lớp 10, 12 lên đại học thì dùm ơn học một người một thôi, và phải lựa người đó thật kỹ để học ngay từ ban đầu nha, tôi khuyên rất nhiều lần. Đấy, có thể không học thầy, có thể học trung tâm nào tôi không biết, nhưng mà dùm ơn kiếm một người giáo viên đủ tin cậy mà mấy đứa phải biết rõ về người đó, học luôn 1 năm
để cho người ta dẫn lên, còn cái đứa học bữa chỗ này bữa chỗ kia thôi rồi tao nói cũng rớt như thường. Cho dù mấy đứa học á, trong năm 12 đó mấy đứa học khoảng 10 giáo viên đi nha, mà 10 giáo viên đó là giỏi nhất của thành phố Cần Thơ mình luôn, mấy đứa dẫn gật, có đứa nào dám liều mạng là thử không, thử đây, năm 12 là thử đây. Mướn 10 giáo viên giỏi nhất Cần Thơ mình luôn dạy cho ông ta nha, 2 tháng học người, 2 tháng học người, học hoài vậy đó tới cuối năm. Đố mấy đứa đậu không? Tôi khẳng định 99% rớt, chắc chắn rớt nha. Đấy, thầy dựa trên kinh nghiệm thầy nói thiệt á, mấy đứa nhảy qua nhảy lại cái đó là vẫn rớt như thường, bởi vì nó không có cùng một cái phương pháp phân tích, đúng không, không có cùng một cơ sở lý thuyết. Người giảng cách này, người giảng cách kia vài bữa, chẳng những mấy đứa rớt xong mà mấy đứa coi chừng còn vô lúc đó phải lên địa chỉ gì đó, rồi lên Google Maps gõ thông tin tìm địa chỉ đến 192 Hàm Tử. Biết địa chỉ 192 Hàm Tử nằm đâu không? Chắc không biết đúng không? 192 Hàm Tử là bệnh viện tâm thần lớn nhất Việt Nam, bệnh viện biên hòa. Đó thì hay chọc mấy bạn này mày vô 192 Hàm Tử đi nha. Đấy là mấy đứa sẽ bị đủ thứ như nợ, chẳng những không thi đậu mà còn bị sản nữa, học nhiều người quá bị sản. Mỗi người dạy cách khùng nha, khùng lên đấy. Nhưng mà lúc đó mọi chuyện muộn hay ra ngay, khùng được nghĩ gì đâu ha. Rồi tiếp nè, đó là lý do là sao thầy từ chối nhiều học sinh như vậy lắm luôn á. Tôi không có thích, chẳng những tôi không thích mà tôi ghét luôn. Khác học hành kiểu đó, đó. Học á vài bữa rồi đó, kêu thầy cứu vài bữa cho đạt điểm, đạt điểm thấy ô trời ơi điểm cao, thôi thầy ơi con nghỉ học nhé. Xong cái vài tháng sau cái dốt nữa, dốt xong cái thầy ơi cô ơi cứu đạt điểm nghỉ nữa. Xong cái tới năm 12 mất gọc chuyên gia gì không, mấy đứa chả biết mấy đứa nghĩ cái gì, tới năm cuối kỳ bắt đầu cuối cấp cái nào mặt gọc, hỏi tiếng Anh sao mặt gọc, bây giờ tôi hỏi cả 99 đứa ở 100 đứa hết, 99 đứa mặt gọc, mặt gọc trời đất ơi là trời, học hay ghê luôn, hỏi mặt gọc không nè, hỏi ra toàn là mặt gọc. Rồi bây giờ mình qua cái đoạn văn ha, đoạn văn điện tử, phần này là cái phần mà mấy đứa chỉ làm được lác đác vài câu thôi nha, làm được lác đác vài câu chưa ổn mà. Đó. Cho nên bây giờ thầy nói gọi mấy đứa chỉ chiếm điểm mấy phần kia thôi, phần đọc là coi như biết được cái câu là mấy câu còn như khoanh hết được chưa. Bởi vì sao, qua tới tháng 2, tháng 3 chúng ta mới qua chuyên đề đọc nha, chúng ta tập trung sâu chuyên đề đọc luôn á, chúng ta ôn khoảng 1-2 tháng chuyên đề đọc, lúc đó mấy đứa sẽ chinh phục được nha. Ví dụ bài đọc 5 câu làm được khoảng 3-4 câu là được ai, còn 5 câu mà làm được 5 câu hả? Không có đâu con nha, quên đi con. Nha, bài đọc hiểu rất khó, làm đúng được 100% nha. Khó nhưng không phải là không thể, nhưng vấn đề là bây giờ không phải là có thể hay không, mà vấn đề mấy đứa có thời gian không. Bởi vì reading comprehension tức là đọc hiểu á, là phải xây dựng từ hồi tỏ bé. Tại sao? Từ vựng. Tại sao? Cái sự hiểu biết cái câu của người ta nha. Người ta nói như vậy theo cái lối diễn văn là diễn như nào, chỗ nào là chỗ logic, chỗ nào người ta đang phân tích cái gì đó, mấy đứa phải học từ hồi nhỏ ấy, thì phần đọc hiểu mấy đứa chinh phục được. Còn cái thứ hai là học chương trình quốc tế á, chương trình quốc tế học đọc hiểu cực kỳ giỏi nha. Chả hiểu vì sao mấy đứa học chương trình quốc tế giải đọc hiểu rất hay. Rồi bây giờ nè, chúng ta coi what do you do well, bạn làm cái gì giỏi nhất. What do you enjoy doing, bạn thích làm gì? Your answer is to these two questions will help you identify your. Câu trả lời cho hai câu hỏi trên sẽ xác định được cái chấm 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 của bạn, xác định được cái gì của bạn. Đây nè, nhớ cho thầy nè, chữ your sau cái your này nè là một cái danh từ, đúng không? Thì mấy đứa nhìn đây, mấy đứa có biết nào danh từ không? Thằng nào danh từ? Dạ cô D. Đúng rồi, cô D là danh từ. Cái này hỏi sao Diệu biết? Cái này tại vì nó gặp rồi, nó biết thôi. Nó không có quy tắc gì hết á, này quạt phom mà. Mấy đứa vốn dĩ đã sợ quạt phom ngay từ đầu rồi, đúng không? Đấy, nhưng mà tới giờ này Diễm nó vẫn làm được câu. Diệu vẫn làm được là do gặp rồi. Cho nên thì trước thầy nói, nhớ lại câu thầy nói không? Quạt phom là chỉ có gặp rồi thôi, làm được thôi. Rồi. Ok. Câu 23. An employer will consider you seriously for
nhà tuyển dụng, nhớ nha, cái người sử dụng lao động á sẽ xem xét bạn một cách nghiêm túc cho chấm 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 cho một cái gì, cho một cái position. Tại sao mấy cái này lại thầy biết, nói tới lĩnh vực này là tôi gành lắm, mà lĩnh vực này tôi vững tôi cứng à nha, lĩnh vực tuyển dụng sử dụng con người nhân sự gì đó quản lý gì đó là tôi gành vụ này lắm ạ nha. Bởi vì thầy làm lên trong lĩnh vực này cả chục năm mà làm sao không biết được, đúng không? Đấy, đây nè, employer, các con đi làm sau này á, cái người mà quản lý mấy đứa trong công ty á gọi là employer, tức là người sử dụng lao động đó nha. Còn các con gọi là người lao động, người lao động thì được gọi là employee, tức là chỗ này nè nó không có chữ g mà là chữ i, chữ e, là chữ e đó, các con sẽ là employee, được chưa? Nhưng mà cái ông mà quản lý mấy đứa á, nè, ông quản lý mấy đứa thì gọi là employer, nhớ chưa? Rồi xem xét chữ này gặp hoài, giống nãy thầy nói đó, đúng không? Học sơ đi, tôi xem xét đó, consider xem xét. Seriously đây không phải là nghiêm trọng mà là gì? Một cách nghiêm túc cho một cái vị trí công việc nào đó nha. Position là một vị trí công việc nha, vị trí, được chưa? Clear chưa? Rồi câu 24 nha, tiếp nè, thầy dịch ra để cho mấy đứa hiểu luôn nè. Who you are, sorry, when you show them what that you know who you are, what you can offer and which you have studied. Đấy, họ sẽ xem xét cho bạn công việc khi bạn cho họ thấy rằng bạn biết bạn là ai. Cái điều này mấy ông sếp quan trọng lắm mấy đứa ơi. Nha. À thầy nhớ có một câu là người ta hỏi gì nè, phỏng vấn á, nói bạn cho rằng bạn là ai. Cái câu này 99,80% là đa số mà ứng cử viên trả lời chất quốc. Dạ em là sinh viên, dạ em là người này người kia đi làm, không phải. Nó hỏi là bạn là ai, có nghĩa là bạn phải trình bày về thế mạnh điểm yếu của mình và biết vị trí mình đang ở đâu. Những người nó có tri thức người ta hay chửi câu này đối với những người khác, tức là bạn không biết bạn là ai hết, bạn không biết bạn đang ở đâu hết. Những người mà nói câu đó là thực sự là cực kỳ xúc phạm nặng luôn đó, nhưng mà tại vì người ta là dân tri thức, người ta nói vậy đó, được chưa? Thay thế cho những cái từ chửi thô tục, nên là bạn không biết bạn là ai, bạn không biết bạn đang ở đâu, đúng không? Nó hỏi bạn có biết bạn đang ở đâu không, cái chúng ta trả lời sao? Dạ, em biết chứ, em đang ở trong văn phòng phỏng vấn mà, tào lao nha. Nó hỏi bạn có biết bạn là ai không? Dạ biết chứ, em là sinh viên mới tốt nghiệp, em đang xin việc mà. Sai luôn. Nhớ nha. Nhớ. Bạn có biết bạn là ai không? Nói, dạ biết. Em nhận xét rằng bản thân em có những yếu tố này, điểm mạnh, điểm yếu của con. Nhớ chưa? Nha. Cái này là cái yếu tố xin việc nha. Rồi, tiếp nè. Nè, bạn là ai nè? Rồi, bạn có thể offer được cái gì cho cái công ty của họ? Offer là gì? Cống hiến làm được cái gì? Và cuối cùng là gì? Would you have studied? Bạn đã học cái gì rồi? Bạn đã học cái gì? Bạn thấy không? Bạn đi phỏng vấn các con thường nói gì trước? Tôi sinh viên tốt nghiệp đại học, tôi học ABC bờ cờ đủ thứ. Không. Rồi thấy không? Nó sắp xếp, cố định sắp xếp sẵn luôn nè. Giá trị của bản thân trước. Bạn làm gì được cho chúng tôi? Rồi bạn mới học cái gì? Các bạn thấy không? Các con để ý bốn đứa để ý này kỹ cho thầy. Kỹ năng sống sau này của mấy đứa luôn đó. Kỹ năng sống còn của những đứa tốt nghiệp đại học. Đấy. Đi phỏng vấn dùm ơn, người ta kêu là giới thiệu bản thân mình dùm ơn, đừng có nói rằng là ba tôi bao nhiêu tuổi, ba tôi làm nghề gì, mẹ tôi thích đi shopping dùm vân, dùm ơn đi. Người ta kêu giới thiệu là giới thiệu ba cái này nè. Nha. Mà thầy phỏng vấn đâu cả 100, 200, 300 người thì thầy chỉ thấy được có 10, 20 người là trả lời đúng rồi câu hỏi là hãy giới thiệu bản thân mà. Các con sẽ giới thiệu gì? Các con sẽ giới thiệu các con có điểm mạnh gì, điểm yếu gì, các con làm cái gì được cho cái công ty nếu như công ty tuyển các con vô đó. Tuyển con vô vị trí là giám đốc bán hàng thì con làm được gì, đúng không? Rồi cuối cùng con mới nói là con đã tốt nghiệp ở trường nào đó, con đã học được bằng này bằng kia, được chưa? Trả lời như vậy khả năng đậu phỏng vấn gưa cào. Đây là sự khôn khéo đó, thầy tư vấn thêm kiến thức cho các con biết đấy, không thừa đâu, vài năm sau mấy đứa sẽ cần. Có những đứa sẽ quay lại tìm tôi khẳng định. Hiện tại học sinh tôi đang có xu hướng quay lại tìm nha. Đấy, không phải có xu hướng mà mấy tuần qua thầy gặp hơi nhiều rồi đó. Nó quay lại nó kiếm thầy á.
thậm chí là quay lại kêu thầy dạy cái gì đó cho nó nữa, dạy kỹ năng viết CV, viết cover letter, dạy cho cách phỏng vấn xin việc, rồi còn còn xin vô trung tâm của mình biết làm gì không? Này, thầy nào phỏng vấn giáo viên cho con vô nhự giờ con coi với. Đấy, có thiệt á nha. Còn mấy đứa học gần đây Đại học Cần Thơ thì gặp thầy là nó sẽ hỏi những vấn đề đó nhiều, sẽ gặp lại thôi nha. Đấy, còn lúc đó tôi vui tôi giúp không vui thôi. Nó chờ thầy gọi tiếp nè. Sometimes it's difficult to know what your weakness are. Tức là thỉnh thoảng sao, nó ra rất khó để mà xác định được cái điểm yếu của bạn. Clearly not everyone is equal good. Good thì đi với đi at. Sorry. Tại vì đang ngồi trong phòng lạnh, máy lạnh quá nó chịu nổi. Good at. Đúng không? Đây là giải thích luôn nè. Khó để có thể xác định được là bạn có thể tốt hết ở mọi thứ nha. Good at everything. Đó, đừng có bao giờ đi thi nha. Đi phỏng vấn đó, em đây là cái gì em cũng biết, cái gì em cũng giỏi nha. Thì chắc chắn là sao? Ta sẽ mời em lên ghế chủ tịch ngồi luôn nha. Và dạy luôn cho ông chủ tịch giùm cái, biết sao? Chủ tịch ông cũng không dám nói câu đó. Được chưa? Not good at everything. Không phải là tốt hết ở mọi thứ. You may need to improve yourself and so causes so như này. Bạn có thể cần phải cải thiện bản thân và làm gì? Các khóa học nha, mà trong đó cái lĩnh vực nó sẽ giúp bạn chuyển từ điểm yếu sang điểm mạnh. Đúng không? Tức là gì? Sẽ tham gia các khóa học. Đúng không? Đấy. Đấy thì chúng ta sẽ là taking courses, tham gia khóa học. Để làm gì? Để turn our weakness into strength, chuyển điểm yếu thành điểm mạnh. Đấy, nghe là chuyển điểm yếu thành điểm mạnh. Cái câu hỏi hóc búa nhất mà trả lời chất quốc nhiều nhất trong phỏng vấn mấy đứa là gì không? Điểm yếu của bạn là gì? Mấy đứa rất sợ luôn khi trả lời câu hỏi đó luôn. Nhưng mà ông bà phỏng vấn nào cũng đè câu đó hỏi. Là sao? Muốn mình rớt hay sao? Không phải đâu. Muốn các bạn biết các bạn đang là ai. Nghe. Họ muốn các bạn xác định được các bạn đang là ai. Chỗ who you are này nè. Nhớ chưa? Đó. Cho nên là cái câu này để trả lời được nó là một kỹ năng cực kỳ quan trọng. Nha, cực kỳ quan trọng. Đấy. Đối với cái vị trí mà nhân viên bình thường thì chúng ta không có cân nhắc vấn đề nào quá, ta không làm khó cái câu hỏi này. Nhưng mà đối với những nhân viên mà người ta vừa bị đào tạo lên quản lý hay là tuyển vô để làm quản lý luôn á, thì người ta hỏi câu này cực kỳ khắt khe các bạn, cực kỳ khắt khe. Đấy nha, cho nên là phải lựa câu trả lời cho nó hợp lý vào. Đấy, thì hợp lý như thế nào? Tới năm ba đi nha, tới năm ba mấy đứa thường là phải học những cái khóa gì về nghiệp vụ, về gì đó, xin việc, ứng tuyển vân vân gì đó. Thì lúc đó sẽ có rất nhiều đứa sẽ quay lại kiếm thầy nữa. Tôi sẽ chỉ cho trả lời câu này. Bởi vì sao lúc này thầy không chỉ? Bởi vì lúc đó mấy đứa mới biết mấy đứa chuẩn bị xin đi đâu, làm gì ha, thầy mới trả lời đúng cái câu của mấy đứa được nha. Cái câu này không phải là câu trả lời chung, mà câu trả lời này phải biết là bạn đang chuẩn bị ứng tuyển vô vị trí gì trong công ty nào mới trả lời được. Mặc dù nó mang tính chất là cá nhân, câu này đáng thuộc về cái bản thân của các bạn, cái giá trị, cái nhân phẩm, cái nhân cách của các bạn, đúng không? Nhưng không, nó cũng có dính tới một chút xíu gọi là cái vị trí các bạn đang cần làm á, thì mới trả lời câu này được. Trả lời là dính luôn á nha, trả lời là dính điểm luôn á, chắc chắn đậu á nha. Rồi tiếp nè. You will need to sometime, thời gian, thấy không? Thấy thời gian là coi như là đã biết là phải spend rồi, đúng không? Spend rồi sử dụng, bỏ thời gian ra. Được chưa? Bạn sẽ cần cái gì? Bỏ ra một ít thời gian để gì? Nhận xét bản thân mình. Your honesty and the desire for self-improvement will lead you to succeed in getting a right job. Okay. Sự chân thành của các bạn và niềm khao khát cho cải thiện bản thân sẽ dẫn bạn đến thành công trong cái công việc. Ok. Explore the following seven areas to start
to get to know yourself. Hãy khám phá 7 lĩnh vực sau đây, những cái khía cạnh sau đây để biết rõ về bản thân mình. Một là cái gì đây? Aptitude là gì? Nói chung là cái hành vi ứng xử rồi đó. Skills, kỹ năng. Bạn có kỹ năng gì? Không có kỹ năng gì hết, ở nhà cho tôi nha, khỏi làm gì hết nha. Rồi, tính cách của mình, nhân phẩm đạo đức của mình nè, personality. Level of responsibility là mức độ chịu trách nhiệm. Tức là người ta giao cho công việc, nói không em bận rồi, ngày mai là coi như em đi sinh nhật bạn em rồi, em không có làm việc này được. Rồi xong cái giao công việc khác, công việc này nó có vẻ nó nặng nhọc với em quá. Rồi giao công việc này với bạn kia, thằng kia nói không được đâu anh ơi, không được đâu chị ơi, cái công việc này nó nhẹ với em quá, không vừa tầm của em nha. Cái kiểu đó là bị đuổi hết. Ok, cái tính trách nhiệm đây có nghĩa là các bạn phải và có thể đứng ra làm những cái công việc mà do cấp trên giao. Chẳng những thế mà chúng ta còn có thể khe những cái công việc liên quan nữa, có khả năng nhìn hỗ trợ bạn bè, hỗ trợ đồng nghiệp nha, có trách nhiệm với công việc của mình, nộp deadline, nộp bài, nộp báo cáo đúng lúc, đúng nơi, đúng người nha. Đấy là cái responsibility của mấy đứa đó, được chưa? Đó. Rồi your interest, cái sở thích. Tại sao nó trời ơi tôi đi làm hỏi sở thích tôi chứ? Sở thích của mấy đứa có liên quan tới công việc nha. Ví dụ con xin vô làm cái vị trí là làm gì ta, review về các cái chương trình học thuật, các cái khóa học của trung tâm của công ty nào đó, thì sở thích phù hợp nhất là gì? Đọc sách, đúng không? Sở thích đọc sách. Đấy, nói con xin vô đó mà sở thích con thích gì? Thích đi đó đá bóng. Chết bà rồi, đá bóng không có liên quan gì tới đó chứ nha. Cho nên người ta hỏi sở thích phải hỏi chơi đâu, nó có liên quan nha. Rồi your needs là gì? Nhu cầu của bạn, bạn cần cái gì khi bạn vô làm cái vị trí đó? Cần gì? Tiền, tất nhiên là phải cần tiền rồi. Cần gì nữa? Cần danh vọng không? Có chứ, tôi phải lên chức, tôi phải làm trưởng phòng, phó phòng, giám đốc đủ chứ, đúng không? Cái đó nhiều bạn nói không nên nói, nên nói nhưng nói một cách khéo léo. Những người mà không có tham vọng, cái tham vọng không phải là nói tham vọng là cái xấu không đâu mấy đứa, tham vọng vẫn là cái tốt. Quan trọng là do mình điều tiết nó như nào nó trở thành cái tốt thôi. Nhưng còn tham vọng làm tầm bậy tầm bạ, giết người ta, hại người ta để lên những cái ghế nó ngồi được, coi như là cái thứ đó là không phải nha. Tham vọng đã đi lạc hướng rồi, nó không còn nghĩa của tham vọng của một người cầu tiến nữa rồi, nó là một cái người tiểu nhân nha, không có năng lực hãm hại người khác đi lên, đó không phải là tham vọng. Ok, chúng ta phải có là anh nói là ông sếp hỏi thế mục tiêu 3 năm em làm đây em sẽ cần đạt được cái gì? Dạ 3 năm em làm em ít nhất sẽ được thăng chức 1 lần, hoặc ít nhất em sẽ được lên lương 1-2 lần, bởi vì em tự tin vào những điều em có thể làm được cho công ty của mình nè. Tương tự vậy nha. Sau này mấy đứa nếu có review lại gặp thầy ở một cái cương vị khác là hướng dẫn cho mấy đứa xin việc, mấy đứa trả lời thầy, mấy đứa sẽ thấy thầy ở một cái hình ảnh khác hoàn toàn. Tôi trả lời những câu hỏi xin việc cực kỳ mướt nha, tôi khẳng định với quý vị luôn. Ok, và vì cái đó phụ thuộc vào khả năng ngôn ngữ mấy đứa, nhưng mà cái điều không may cho cuộc đời của thầy là để trả lời toàn tiếng Anh không, đó giờ không được diễm phúc trả lời tiếng Việt. Tiếng Việt thầy còn đi sâu sắc hơn nữa, tiếng Việt rồi tôi trả lời dữ lắm ạ. Rồi tiếp ha, mấy đứa ghi chú bài lại kỹ giùm thầy nha. Chẳng những học về cái kiến thức ở trong đây, từ trong đây, câu trong đây, mà thầy còn truyền thụ cho ông ta những cái kiến thức đó. Có khi 2 năm 3 năm sau mấy đứa sẽ thấy những cái nãy giờ thầy nói nó cũng giá trị hơn gấp 10 lần cái đề này nữa, cái đề mấy đứa đang giải nha. Rồi câu 27 nó là khi thầy cảm thấy hơi khỏe khỏe thì nói được thôi, chứ mấy bữa bệnh không gánh đâu nói ha. Rồi câu 27, if you do not understand the word superstitious, look it up in a dictionary. Nếu bạn không hiểu cái từ superstitious là cái gì thì hãy .. trong từ điển. Làm gì trong từ điển? Làm gì Thuận? Tìm kiếm. Đúng rồi, tra cứu, tìm kiếm. Vậy là cụm nào ấy đúng? Câu A, find its meaning. Tìm kiếm là tìm nghĩa chứ là gì nữa nè, tìm nghĩa. Được chưa? Rồi, câu 28 nè. Father has lost his job, so we will have to tighten your belt. Our belt to avoid getting into debt. Đó là gì? Ba tôi đã mất việc rồi,
Vì vậy chúng tôi phải chấm 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 để tránh lầm nờ. Này, cái trong này nè nha, cái từ này tiếng Việt nghe rất là quen nha. Là gì? Chữ thắt là chữ T hả ta? Lưng bực Ừ, bụng. đúng rồi, thắt lưng buộc bùn. Rồi, thắt lưng buộc bụng. Chữ buộc này là chữ C luôn hả? Còn, trời ơi, cái thầy viết tiếng Việt nó bị hỏng rồi mấy đứa ơi. Ok, thắt lưng buộc bùn có nghĩa là gì? Tiết kiệm lại, ăn uống lại, ít là chốt, tiêu xài ít là chốt. Nha, là sao? Chữ nào vậy? Ừ, chữ nào vậy? Này, bán cái bèo. Cái bèo là cái dây nịt á, cái dây thắt lưng ấy. Mua cái bèo, trời ơi, bán mua cái gì? Cái cụm này cụm thành ngữ của anh ta, đó là gì? Kinh tế hóa nó lại. Economy á mấy đứa, là kinh tế nha, economize nghĩa là tiết kiệm lại xíu nha, tiết kiệm lại xíu. Đấy. Tại trò mình check luôn cái chữ wonder là cái giống gì nha, có khi nào nó đồng đồng nghĩa với chữ này không nha. Đấy, check lâu lâu lên không thăm từ điển Cambridge trên cái kênh nè. Chữ điển Cambridge đây thầy giải thích cho Cambridge này chạy chậm nha, không phải mạng yếu, không phải đâu. Dán vô. Wonder là gì ta? Rồi từ này tới cấp độ C2 rồi mấy đứa. Cấp độ IELTS 8 chấm. Đưa vô đề này ghê chạy. Rồi đây nè. Waste money. Rồi hiểu. Waste money là phí tiền. Vậy thôi. Thấy không? Đây là quay lại nè. Sử dụng phung phí tiền đúng không? Đây là phung phí nè. À, phung phí. Rồi. Thế là mình có nghĩa thôi đúng không? Rồi. 29 nè. In most countries, compulsory military service does not apply to women. Ở hầu hết các quốc gia, cái vấn đề về quân đội nha, tức là nghĩa vụ quân sự ấy, bắt buộc thì nó không ứng dụng cho phụ nữ, tức là không áp dụng cho phụ nữ ấy. Nha, vậy là chữ compulsory có nghĩa là bắt buộc. Ok, bắt buộc nha. Rồi. Được chưa? Đấy, thì cái chữ bắt buộc của chúng ta chính là chữ nào. Này là cái này là tự chọn nè, để tôi ghi luôn, tự chọn. Rồi. Này là yêu cầu. Yêu cầu nó giống bắt buộc không ta? Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta còn đây nè, cái chữ này obligatory này là bắt buộc. Bắt buộc nha. Thế nhưng mình tra cái chữ này, cái chữ này là cái gì nhỉ? Nha. Ok, mandatory. Mandatory. Alright. Mandatory. Something is mandatory, must be done or demand by law. Này, vậy là trong đây nó có hai từ bắt buộc luôn rồi. Này, để đọc thử coi. Tổng thống, thủ tướng đang kêu gọi tù nhân phạt tù đối với những người gì đây? Assault police officers, tức là ám sát cảnh sát đó. Giết cảnh sát đó. Đấy rồi. Cái này là sự bắt buộc nha, liên quan tới pháp luật nha, liên quan tới pháp luật. Alright. Đây thì chúng ta sẽ chọn compulsory, nó sẽ là obligatory là nó gần nghĩa nha. Cái này là liên quan tới luật lệ pháp luật của mấy đứa, liên quan này ở tù chắc. Ok rồi, câu 30. Ask mom for permission to go out now, she looks like she is in good mood. Này, in good mood, mood có nghĩa là tâm trạng á nha. In good có nghĩa là gì? Tâm trạng tốt đúng không, có nghĩa là gì? Vui vẻ rồi đó đúng không? Ủa thầy ơi, năm chín mấy hả? Ờ tôi quên tôi đáp án hả? Câu B nó sẽ hợp nghĩa hơn trong hoàn cảnh này nha. Ủa nó kêu chọn từ chính nghĩa chính nghĩa mà. À, sorry, nhận thôi. Nãy giờ làm quá bị lát hay đây là. Rồi, chắc nghĩa là chữ gì? Biết gỗ gì nữa rồi, chắc nghĩa là này. Chắc nghĩa là tự chọn ha. Nhầm 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 thầy. Đó thầy đã từng bị chửi vấn đề ẩu tả này nè. Rồi. Ok, nên tâm trạng tốt nha. Tâm trạng tốt thì cái nào tâm trạng không tốt? Này là sức khỏe tốt nè, này là không quan tâm nè, này là thời trang nè, này là không vui vẻ
đúng không? Tất nhiên là không vui vẻ rồi, đúng không? Rồi bây giờ nè, còn ha, cái bài đọc này dài mình giải không kịp đúng không, để đi ha, bữa sau thầy cậu giải nha. Mấy đứa đang mong muốn làm mấy câu này đúng không? Rồi 36 nè, 36 đi, 36 đi, bữa sau giải bài kia. Dạ C đây. C hả? Mình sao biết C? Xuất nó không nên advice lời khuyên. Đúng rồi, đây nè, đây nè. Cái khả năng nhận dạng của mấy đứa lên rồi đó mấy đứa ơi. Đấy, nè. Phải có nốt nha, advice là phải có nốt mới được nha. Được chưa? Chọn đáp án câu C thôi chứ chi nữa à. Rồi, câu 37 nè. Nhanh lên, 37. Để câu C. C à, quá khứ đó thầy. Sao biết chú không? Chú heo nữa. Hả? Câu bị động đặc biệt đó thầy. À, chị hả? Cảm ơn nha, nãy giờ tao không phát hiện ra luôn. Ok, nè, chuyển từ này xuống nè, thấy không? The strength is the... Nhưng mà này trái rồi. C thầy, C hả? Ừ đúng rồi. Này đi ba nè. Đúng không? Đi ba nè, cái thấy gì? Chu hấp đi ba nữa, đúng không? Bởi vì sao? Này hiện tại còn đang sao? Này quá khứ. Rất tốt. Mấy đứa hôm nay làm bài xuất sắc dữ ta. Nhớ bài tốt ha. Tuyệt vời. Vô thi bình tĩnh làm cho thầy. Rồi câu 38. Càng ngạ càng ngạ. Muốn C thầy. Ừ, câu 38 này đừng sai nữa nha. Nè. Quá khứ chưa? Quá khứ đúng không, nó cho if thì if là mấy, if là ba, if là ba, câu C là ba. Nhanh gọn lẹ, 39 40, nhanh lên, còn hai câu nữa. Con đường nó trơn trọt đó, mấy đứa. Slippery là trơn trọt á, mấy đứa có biết cái đôi dép lào không mấy đứa? biết cái đôi dép lào không à. Dạ biết. Đôi dép lào nó trong tiếng Anh nó gọi là slipper mấy đứa, bỏ chữ y này nè, mà đặc điểm cái dép lào nó là sao? Trơn, cho nên là slippery là trơn nha. Đây là cách nhớ nghĩa thôi. Rồi we still manage to complete the race, mặc dù đường thì trơn lắm á, nhưng chúng tôi vẫn cố gắng để làm sao để thắng, để hoàn thành được cuộc đua đây. Cái này chỗ đó bán nào ta? Rồi câu này căng ở chỗ này nè mấy đứa, căng ở chỗ này. Là ở đây chúng ta sẽ phải chọn cái trường hợp đảo ngữ nha, đảo ngữ này. Ví dụ như cô B trước đi, như cô B nè, con đường nó quá trơn trượt, vì vậy chúng tôi khó có thể chúng tôi đã có thể hoàn thành được, đúng không? Này khó có thể hoàn thành được đùa ha. Rồi tiếp này, này là khó có thể nha, khó có thể. Rồi slippery as rower, đảo ngữ nên we managed to complete the race. Đấy, thì trong đây á, nếu như nhìn qua thì mấy đứa nghĩ rằng là cái câu B nó đúng. Câu B đúng nha. Nhưng mà câu B mấy đứa nhớ cho thầy có chữ Holly này nè, có nghĩa là ta dịch nó hiếm khi đúng không? Hiếm khi hoặc là khó gì đó, nhưng mà nó mang cái nghĩa là gì? Thì bật mí luôn nè, mang nghĩa chữ no. Mang nghĩa chữ no gắn như khúc là gì? Chúng tôi không hoàn thành được. Được chưa? Nên bị lừa. Từ ra câu này mới đúng. Câu này mới đúng. Vì sao mà nó đảo ngữ mới đó? Đáng lý là the rower gì? Were slippery. Nhưng mà nó đảo slippery với gắn chữ S vô. Mẫu này bữa sau thầy hướng dẫn mấy đứa ôn sao nha. Mẫu này học kỳ 2 mới có nha. Đó. Nha. Đáng lý là the rower slippery. Đấy, nhưng mà nó ghi anh đại đây. Không không, bây giờ nhớ tạm nhiêu đây đi nha. Đó. Nhà 40 nè. Children were attracted by the show. Mấy đứa trẻ đã bị cuốn hút bởi cái show diễn đó. Đây, nó được biểu diễn bởi mấy con động vật. Đấy. Thấy không? Thấy gì quen không? Thấy gì quen cho cô 40 không? Quen không, quen không? Vấn đề quan hệ đó. Đúng thầy. Rồi, diễn nằm đầu, mối quan hệ nằm đầu. The show và dạ, it. Đúng rồi, the show và it. Rồi, viết lại thôi. Attracted by the show, it type of which were diễn nguyên và form diễn nguyên by the animal diễn nguyên. Còn câu à, được không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng không? Còn chi nữa thấy. Thì rõ ràng nếu mà cái đề thi ở mức độ cái này á, thì các con nằm ở tầm 6-7 điểm trở lên là chuyện bình thường nha. Trừ hai bài đọc ra nha, hai bài đọc ra thì mấy đứa vẫn chiếm được 6 điểm bình thường, có gì đâu nha.
mùa này thầy nói rồi, chỉ chiếm được cho thầy 6 đến 7 điểm thôi là được rồi. Nó cao hơn thì tốt, nhưng mà ở mức đó đi rồi thầy mới dẫn mấy đứa lên được. Hiểu không? Rồi, bây giờ mấy đứa nhà giải tiếp cái còn bài reading ngày hôm sau thầy cho mình giải nha, đứa nào nhắc giùm thầy nha, thôi quên nha. Rồi, giải cho thầy cái